Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 8 tháng 9. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi và tặng gạo cho các hộ nghèo tại huyện Văn Giang. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần May Tiên Hưng. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Khắc phục khó khăn, đảm bảo việc dạy và học trực tuyến cho học sinh. Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư tại huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. 8 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiên Lữ đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và đạt 56% kế hoạch. Thu ngân sách được 460 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Dịch COVID-19 được khoanh vùng, ngăn chặn hiệu quả, giảm bớt ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hợp tác xã kiểu mới kết nối đã tiêu thụ nông sản thuận lợi cho nông dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung 4 mục tiêu lớn: quy hoạch, xây dựng 4 cụm công nghiệp, khai thác vận tải đường thủy, đầu tư phát triển kết nối phát triển du lịch với nhiều khu di tích lịch sử quốc gia và làng nghề, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với thực hiện đề án xử lý rác thải tập trung. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao một số kết quả mà huyện Tiên Lữ đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh, tuy huyện đã rất nỗ lực, song vẫn còn hạn chế so với tiềm năng và vị trí địa lý như quy mô nền kinh tế nhỏ, phát triển chưa bền vững, thu ngân sách từ đất chiếm tỷ trọng lớn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 55 triệu đồng một người một năm. Chưa nhân rộng được các mô hình hay, cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý, thời gian tới, huyện cần ưu tiên quan tâm đến phát triển nông nghiệp, chú trọng hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất quy mô lớn, xây dựng chuỗi sản phẩm, giá trị riêng, sản phẩm an toàn, khuyến khích thành lập các hợp tác xã kiểu mới, liên kết tiêu thụ nông sản, quảng bá sản phẩm cho nông dân. Chúng ta đã có sự chuyển dịch khá là rõ nét, nhưng mà nó vẫn còn chậm, và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đồng chí thấy là chúng ta luôn tiên phong, chúng ta luôn đi đầu, có cách làm hay, có các mô hình hiệu quả ở trong các cái phân ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên là đưa cái mô hình hay, cách làm có hiệu quả như vậy, nó trở thành những cái động lực mang tính chất lan tỏa trong cái quá trình chuyển đổi nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta chưa làm tốt trong cái thời gian vừa qua để tạo ra cái xung lực lôi kéo chung cho cả cái khu vực nông nghiệp của chúng ta đi lên, cải thiện cái giá trị gia tăng trên một hecta. Huyện cần tập trung xây dựng hạ tầng công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện để tận dụng thời cơ khi tỉnh triển khai thi công nút giao đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ xã Tân Phúc chạy qua các huyện khu Nam của tỉnh, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp cũng như các dự án công nghệ cao, thu hút nhiều lao động và tạo nguồn thu cho địa phương. Khu tập trung dân cư thì chúng ta mới có chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng là công nghiệp và dịch vụ mà không gắn với cái việc mà phát triển công nghiệp theo hướng tập trung hình thành các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp và không phát triển dịch vụ mà không gắn với cả cái sự đô thị hóa, thì chúng ta mãi mãi chỉ là những cái buôn bán nhỏ lẻ, không tạo ra những cái giá trị đáng kể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Thì đây là cái điểm mà các đồng chí cũng cần phải quan tâm trong cái quá trình mà chúng ta định hình ra cái phát triển dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Chỉ có phát triển các cái khu đô thị, các khu tập trung dân cư thì chúng ta mới có các cái điều kiện để mà đẩy mạnh phát triển những các dịch vụ
có chất lượng, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao khi mà chúng ta tổ chức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục huy động các nguồn lực gắn với việc làm tốt công tác quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất, có tầm nhìn đến năm 2030 để phát triển huyện, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác cát, cấp ủy các cấp sớm cụ thể hóa nghị quyết lần thứ 26 Đảng bộ huyện, triển khai 8 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 10 chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng và nhân dân, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng gạo hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Giang và về dự sinh hoạt chi bộ thôn Tầm Tăng, xã Thắng Lợi. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thắng Lợi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao 21,8 tấn gạo cho người nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Văn Giang. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Văn Giang và xã Thắng Lợi tiếp tục rà soát các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chăm lo tốt cho đời sống của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Tầm Tăng, xã Thắng Lợi. Sau khi nghe chi bộ báo cáo kết quả công tác trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ của chi bộ tháng 9 và thảo luận đóng góp ý kiến về các vấn đề bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi được về sinh hoạt tại chi bộ, đánh giá cao sự lãnh đạo đóng góp của chi bộ trong việc phát triển kinh tế và đời sống văn hóa trên địa bàn. Các đảng viên trong chi bộ thôn Tầm Tăng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia với lãnh đạo địa phương cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, làm việc và trao tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần May Tiên Hưng đóng trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần May Tiên Hưng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo đảm duy trì việc làm cho hơn 3.600 công nhân lao động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp cho công tác phòng dịch với tinh thần mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi công nhân là một chiến sĩ. Thời gian tới, công ty cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm 100% cán bộ công nhân phải thực hiện khai báo y tế, triển khai bản đồ an toàn cho công ty. Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở doanh nghiệp cần tiếp tục có thêm nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho 68 đoàn viên công nhân lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức vòng chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tới dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Sau vòng thi sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn 9 thí sinh tiêu biểu của 9 đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành ủy dự thi vòng chung khảo báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi và tham gia 3 phần thi, soạn đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nhìn chung các thí sinh đều có phần thuyết trình sinh động, sử dụng triệt để công nghệ thông tin để truyền tải nhiều hình ảnh minh họa mang tính thực tiễn phong phú, nâng cao hiệu quả việc thuyết trình các chuyên đề về học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều tối ngày 7 tháng 9, Hưng Yên ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh tại Hưng Yên từ ngày 21 tháng 6 đến nay lên 242 ca. Trường hợp ca mắc mới này có hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng vẫn đi bán hàng tại Hà Nội, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch của tỉnh. Đây là lần thứ tư xã Yên Phú xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Trong đó,
có nhiều lần liên quan đến các cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ vì sự thiếu ý thức của một số cá nhân mà cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Dịch trạng nhà nước người ta đã đề ra mà mình vẫn là cố tình. Còn nếu mà mình là người vô tình thì nhân dân cũng không ai người ta dám trách móc gì. Mà nhà nước cũng phải lên xem xét những các cái trường hợp này để mà coi như là xử đúng người đúng tội. Những người mà không chấp hành như thế thì không chấp nhận được. Là những người là phải phạt. Nhân dân đang hoạt động bình thường. Thế bây giờ là ảnh hưởng đến Covid thế này là dân là nghỉ hết. Rau cỏ rồi chợ búa là tất cả nghỉ, không bán được, không thu hoạch được. Lần dịch thứ tư. Trong thời gian cách ly, đối tượng đã tới nhà bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bình Phú, nhưng vị này không hề báo cáo ban chỉ đạo cấp xã để kịp thời xử lý. Bản thân vị trưởng thôn này cũng trở thành F1 và đang cách ly tập trung. Điều này cho thấy sự lơ là, buông lỏng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhất là ở các tổ phòng chống dịch tại thôn, xóm là những người gần dân, sát địa bàn nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã thường xuyên có các cái công văn của cấp trên và công văn của ủy ban xã là đến các cái đồng chí tổ trưởng tổ phòng chống dịch các thôn để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, nhưng cũng có một số thôn chưa thực sự nghiêm túc chấp hành. Sau khi mà xã Yên Phú và thôn Bình Phú mà được dỡ phong tỏa, chúng tôi sẽ họp và sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với những người mà không thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Liên quan đến các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch tại Yên Phú, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 9, xã Yên Phú đã tiến hành truy vết khoanh vùng các trường hợp có liên quan, bước đầu xác minh được 18 trường hợp F1, 52 F2, 18 F3. Xã đã lập 11 chốt phong tỏa một phần thôn Bình Phú với khoảng 1.000 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu. Dừng hoạt động hai chợ tạm trên địa bàn thôn Bình Phú. Xã Yên Phú cũng đã in và phát phiếu đi chợ cho các hộ dân trong khu phong tỏa, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát hướng dẫn xác nhận hồ sơ và giải ngân vốn vay cho các đơn vị doanh nghiệp để chi trả lương cho người lao động. Đến hết ngày 7 tháng 9, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 22 đơn vị doanh nghiệp vay với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng để trả lương cho gần 3.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó có một số đơn vị được vay nhiều là Công ty Cổ phần May Thương mại Tiên Lữ 720 triệu đồng, Công ty Cổ phần May Đức Thắng, thành phố Hưng Yên vay gần 1,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần May Phố Hiến trên 1,4 tỷ đồng. Những doanh nghiệp này có lao động bị ngừng việc liên tục từ 15 ngày trở lên hoặc cần trả lương cho người lao động sau khi khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi lãi suất 0% năm, thời hạn vay dưới 12 tháng và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Thực hiện công văn số 1989 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2021-2022. Hiện nay, các nhà trường, phụ huynh và các doanh nghiệp viễn thông đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo việc học trực tuyến của học sinh. Hiện các nhà trường đã chủ động triển khai, hướng dẫn tập huấn cho giáo viên, kỹ thuật thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng bộ môn, khối lớp, tăng cường cơ sở vật chất, tận dụng tối đa các phương tiện để hỗ trợ cho giáo viên khi dạy học trực tuyến. Mặc dù có nhiều gia đình phụ huynh còn khó khăn về kinh tế, nhưng cũng đã khắc phục tạo điều kiện trang bị cho con em máy tính, điện thoại thông minh, có kết nối Internet. Tuy nhiên, trong mấy ngày đầu bước vào năm học mới, một số phụ huynh học sinh có phản ánh về việc học online hiện nay đang xảy ra tình trạng có lúc bị gián đoạn. Học sinh bị out khỏi lớp 2-3 lần trong một buổi học. Theo các nhà quản lý mạng cho biết, nguyên nhân có thể là do nhiều người tham gia dạy và học trực tuyến cùng một thời gian dẫn đến đường truyền không ổn định, hoặc do gói cước có tốc độ quá thấp, phần mềm thiết bị chưa đảm bảo chất lượng, kết nối kém, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên và học sinh chưa thuần thục. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay các doanh nghiệp viễn thông, trong đó có VNPT Hưng Yên, cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ, đường truyền để công tác dạy và học không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong thời điểm hiện nay.
VNPT Hưng Yên đã thực hiện việc nâng tốc độ các gói cước Internet từ 1,5 đến 2 lần để đáp ứng nhu cầu về băng thông trong khi vẫn giữ nguyên giá. Ngoài ra thì lực lượng kỹ thuật còn cập nhật kịp thời các kỹ năng về công cụ, các cái nền tảng về đào tạo dạy học trực tuyến. Chúng tôi xây dựng được cái chương trình tự động phát hiện ra các cái sự cố của khách hàng và chủ động giao phiếu đến lực lượng kỹ thuật để có thể ngăn ngừa các cái nguy cơ gây gián đoạn dịch vụ của khách hàng. Sau lễ khai giảng năm học mới, chỉ có lớp 1 được tới trường học trực tiếp và kết hợp hình thức trực tuyến. Một tuần chỉ có 3 buổi tới trường, các nhà trường, các gia đình đang nỗ lực để việc học của khối lớp 1 đạt hiệu quả nhất, ghi nhận tại huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Những buổi học đầu tiên của lớp 1C trường tiểu học Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Để phòng chống dịch bệnh, cả lớp được chia thành 2 ca, nên buổi học này chỉ có một nửa sĩ số được tới trường. Mỗi học sinh ngồi một bàn và được bố trí so le. Các con phải nghỉ giữa giờ tại chỗ thay cho vui đùa thỏa thích ở sân trường. Lớp thưa, trường vắng, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi. Thực ra năm nay thì với các con khá đặc biệt. Các con không có một tháng trước học trước như mọi năm. Chính vì vậy mà khi nhận các con thì cũng hơi khó khăn một chút. Các con khá là tự do và vẫn chưa quen với tác phong học tập. Tuần đầu tiên thì trước cái tình hình đặc trưng của năm nay thì mục tiêu cho các con rèn thói quen học tập đầu tiên. Tiếp theo đó là tranh thủ thời gian vàng để làm sao cho tất cả các con nhận biết được mặt chữ. Sau lễ khai giảng, tất cả 4 lớp 1 của trường tiểu học Đại Hưng đã được học một buổi trực tuyến. Nhà trường sắp xếp xen kẽ học trực tuyến và trực tiếp tại lớp. Do có sự chuẩn bị từ trước khi năm học mới bắt đầu nên buổi học đầu tiên không có nhiều khó khăn. Trước khi vào đầu năm học thì là cô giáo chủ nhiệm đã có 5-6 buổi làm quen với cái chương trình học trực tuyến qua mạng. Cho nên là vào đầu năm học thì buổi học đầu tiên ấy thì các con không có bỡ ngỡ gì cả. Cái khó khăn ấy thì là một là do đường truyền thì nó hay vấp. Trong khi đó, tại trường tiểu học Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, các giờ học trực tuyến được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật. Để cha mẹ có điều kiện đồng hành cùng con, thời gian học không cố định như trên lớp mà giáo viên, chủ nhiệm có thể thay đổi linh hoạt để thuận tiện nhất. Mới bắt đầu thực hiện buổi học đầu tiên ngày hôm qua, cái nhóm lớp thứ hai thì hôm nay các cô mới dạy buổi đầu tiên. Cũng phải có một vài buổi trực tiếp thì mới hướng dẫn các con là cái cách học trực tuyến tại nhà được. Thì cuối tuần thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành theo cái thời khóa biểu là có 2 buổi trực tuyến. Cô giáo sẽ ghép cả 2 nhóm vào thành một lớp. Một điểm chung ở tất cả các nhà trường đều dành thời gian học tại lớp cho 2 môn toán và tiếng Việt. Các môn học còn lại như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm tự nhiên và xã hội sẽ được học trực tuyến lồng ghép trong thời gian ra chơi hoặc giao các nhiệm vụ học tập cho học sinh. Trong tuần học đầu tiên, trọng tâm là giúp học sinh làm quen với nền nếp, kỷ luật lớp học và những kiến thức ban đầu trong chương trình lớp 1. Trong khi ở nhiều địa phương xây dựng nông thôn mới đã phá vỡ nét cấu trúc của làng quê, thì tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, người dân vẫn giữ được bản sắc cảnh quan, môi trường sống trong lành. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân đã thay thế hàng rào bằng hệ thống đường bao kiên cố, thì gia đình ông Trần Minh Xuất và nhiều hộ dân khác trong thôn Quyết Thắng lại chỉnh trang và trồng lại hàng rào bằng cây xanh, vừa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, vừa lưu giữ lại nét truyền thống của làng quê. Giữ được cái dậu này là để đảm bảo được cái môi trường tốt hơn cái dậu xây đấy, đỡ tốn kém nên nó đẹp, nó khang trang. Nếu mà tất cả có được cái dậu như này thì cảm thấy nông thôn nó rất đẹp. Cùng với những hàng rào mềm bằng cây xanh tạo sự gần gũi, thân thuộc, nhân dân thôn Quyết Thắng còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Là địa phương thuần nông với 100% dân cư sản xuất nông nghiệp, trong đó có 150 hộ dân chăn nuôi. Tuy nhiên, cùng với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, 100% các hộ đã xây dựng hầm biogas, xử lý chất thải chăn nuôi mà không xả thải ra môi trường. Nhờ đó vừa đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sống trong lành. Trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi tuyên truyền vận động đến toàn thể bà con nhân dân trong quá trình xây dựng giữ gìn lại được bản sắc nông thôn, ví dụ như làm các bờ tường bằng các hàng cây xanh để tạo được cái cảnh quan môi trường cho làng, cho xã, cho thôn xóm.
góp phần cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới vào năm 2017 và nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Nhưng những hộ dân thôn Quyết Thắng vẫn giữ gìn được bản sắc làng quê thông qua những hàng rào xanh, những khu dân cư sạch đẹp, không ô nhiễm môi trường. Điều này cho thấy việc xây dựng nông thôn mới hoàn toàn có thể giữ gìn bản sắc làng quê, cảnh quan truyền thống của quê hương nếu như có sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân. Mặc dù đã dành quỹ đất quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung ở các địa phương, song việc di chuyển các trang trại ra khu tập trung không phải là việc dễ dàng tại huyện Kim Động. Toàn huyện Kim Động có trên 100 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, gần 1.000 gia trại nhỏ lẻ. Thế nhưng, số trang trại gia trại nằm ở khu chăn nuôi tập trung chỉ chiếm từ 5 đến 7%. Số còn lại nằm xen kẽ trong khu dân cư. Nhiều địa phương có mật độ chăn nuôi dày đặc như xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Hùng An, Đức Hợp, thị trấn Lương Bằng. Mặc dù đa số trang trại gia trại đều có hệ thống xử lý chất thải, hầm bioga, nhưng do chuồng nuôi hở và một số hộ vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường nên tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng. Không khí bốc mùi hôi thối, hệ thống kênh mương tiêu thoát nước nổi váng, bọt dày đặc, chuyển sang màu đen kịt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Qua đó đề nghị các địa phương sớm có biện pháp khắc phục, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về việc giữ gìn môi trường chăn nuôi hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường sống cho người dân.